Mắc cậu mà thôi. Vậy bà cậu bố quay về là sao? Nè chú Keo, để khi khác mình quay lại cũng được mà. Còn hiện giờ về sự an toàn của mọi người thì phải nhanh chóng rời khỏi Akulalai. Thật vậy sao? Có sự an toàn thật à? À đúng vậy đó. Thất à, cho dù mình có trở lại á, cho dù mày mang phách để trên chung cư tầng 10 hay tầng 20 á, mày tưởng là phách sẽ quên hết tất cả mọi chuyện sao? Bởi vì á, mấy cái con quỷ điên đó nó đang đoàn tụ xung dày ở xung quanh đây đó Thất à. Tao không quan tâm. Nếu có như vậy thì chúng ta phải xử lý làm sao đây chú Keo? Thật, mày nói đi. Mình phải tìm ra sự thật là những con quỷ đó nó cần gì, và chính cô Phách có liên quan gì đến bọn chúng, và có dính líu gì đến Akulalai nữa, có ẩn chứa gì hay không. Cậu Thết à, cậu phải tìm cho ra nguyên nhân đó, mình mới hiểu hết được vấn đề đó cậu Thết à. À vậy thì mình làm sao tìm ra được? Anh à, Thết à, mình phải đi đến vương quốc Akulalai. Đến khu nào cũng được hết á, tao tin chắc là sẽ có một ít manh mối biết được vấn đề của chúng ta cần. Một ít manh mối à? Nhưng mà làm sao biết được điều gì là nguyên nhân của sự việc này chứ? Ơi, nè, thì là ngôi mộ của Phu Tây Xuân đó. Cái gì? Anh định tìm một chút manh mối gì đó. Anh Thơ, khi Phách đeo dây chuyền đó vào, lúc đó Phách đã làm những chuyện gì? Lần sau cùng mà Phách nhớ được là chuyện gì? Phách chỉ nhớ là Phách đang ở với anh. Phách Phách đã cố gắng xin sự di chuyển đó từ anh, nhưng mà anh không chịu đưa, cho nên Phách đã giật lấy. Và sau đó Phách không còn nhớ gì nữa. Khi tỉnh lại một lần nữa, Phách đã gặp tất cả mọi người, gặp ba, và ba lại nói chuyện rất là lạ thường. Phách à, anh chỉ có thể nói với em là sợi dây chuyền chiếc Fatasun đó nó thuộc loại quỷ dữ, nó đã khống chế em, nó làm cho em trở thành một con người khác. Có phải em đã làm nhiều việc tàn bạo không? Em đã hãm hại người khác phải không anh? Đúng không anh? Em đáng sợ lắm phải không anh? Có phải không? Phách à, anh xin em, em đừng động tới sợi dây chuyền đó nữa nha em. Em hứa với anh đi em, hứa với anh nha.
nói sao? Chú muốn cháu dựng phách bỏ trốn có đúng như vậy không? Đúng vậy, chú muốn cháu giúp đỡ. Cháu cũng không muốn là con phách gặp nguy hiểm có đúng không hả? Nguy hiểm? Tại sao vậy? Thì là thằng Thết và thợ săn keo đó mà. Bọn nó đã dùng bùa ngải để làm cho con phách mất đi hết lý trí. Nhưng cháu nghĩ là hiện giờ, ngay lúc này, phách đã làm chủ của bản thân mình được rồi. Còn như trước đây thì không phải như vậy đâu. Rote, có phải cháu đang binh vực thằng Thết không? Không phải, cháu binh vực anh ta. Cháu chỉ đang nói theo sự thật trước mắt mà thôi. Thằng Du Thạch đã làm cho cháu suy nghĩ như vậy phải không? Liên quan gì tới anh Du Thạch vậy chứ? Tự hỏi mình đi, có liên quan gì không? Yêu đến mù quáng, mất hết cả lối thoát, mất hết lý trí nữa. Không còn phân biệt được thế nào là điều trái, điều phải. Chú à, chú đã đi quá xa rồi đó. Nếu như không phải như vậy thì bọn họ đã bỏ bùa thêm một người nữa rồi. Cô là đồng bọn với họ có phải không? Cô không thể để cho con phách ở gần cô được nữa. Hãy đợi đi, hãy đợi đó. Chú, chú có sao không? Phách, phách à, qua đây giúp một chút đi phách. Chú. Vậy chuyện này xuất phát từ Akolalai, kỹ nghệ có thể là của hoàng tộc Futeshun. Và những con quỷ này cũng là con quỷ của Akolalai luôn đó. Và nó đã thể hiện mục đích rất rõ là nó cần đưa bác sĩ đến Akolalai. Vậy còn thằng Akhi này là sao? Hắn có địa vị như thế nào ở Akolalai? Nè, cậu Thết à, mình phải dùng chiêu thôi. Chính bác sĩ sẽ là con mồi dụ hắn ra đây được đó. Phách, dùng phách để làm con mồi à? Cậu cũng biết mà cậu Thết, cậu chỉ còn một con đường duy nhất mà thôi. Nè, tôi không sợ phải đối đầu với bọn yêu quái đó đâu. Nhưng mà phách thì không nên tham gia, vì không liên quan gì đến phách cả. Cậu Thết à, khi hoàng tử chiến đấu với kẻ địch, theo cậu nghĩ công chúa có liên quan gì hay không? Nè, như vậy chú Keo cũng nghĩ ra sao? Tôi không muốn phách dính dáng với bọn họ nữa, vì điều đó rất là nguy hiểm. Không đâu cậu Thết à. Thần thánh ma quỷ không thể nhúng tay vào chuyện của người phàm được. Quốc gia có quốc pháp, vậy thì trên không trung họ cũng có luật chứ cậu. Có người đứng ra cai trị vậy sao? Vậy thì nó đã giết bao nhiêu người rồi, mình có giết nó được không chứ? Bắn nó cũng không xong mà. Mình phải tìm cách trị hắn cho bằng được. Nếu muốn trị hắn thì cứ trị thôi. Nhưng riêng về phách, tôi không để cho dính líu vào đâu. Phải rút phách ra khỏi kế hoạch này. Muốn rút phách ra khỏi kế hoạch gì vậy? Không được đâu, phách phải tham gia trong kế hoạch của mọi người đó. Phách, anh Thớt phải nhớ là chính phách là nguyên nhân gây ra chuyện này. Tất cả mọi người phải chịu khổ ở đây là vì phách. Và quan trọng hơn, đã có người hy sinh cho việc này rồi, phách phải nhận lấy trách nhiệm chứ. Cô Phách à, nếu chúng tôi muốn đưa cô Phách đến gặp ông Aki ở ngôi mộ Phu Tây Xuân, thì cô Phách có thấy sợ không? Nếu ngôi mộ của Phu Tây Xuân là mục đích quan trọng trong kế hoạch này thì Phách phải đi thôi. Phách, Phách cũng muốn biết ở đó có những gì, thực chất là điều gì đang xảy ra đối với Phách. Ta không thể đưa cô ấy đến làm lễ hồi sinh được. Những gì ta đã đợi trong 5.000 năm qua đã bị hắn phá hủy tan tành. Thằng đứa thứ khốn nạn là cái gai trong mắt của ta. Hắn ta tuy là người nhưng làm được rất nhiều việc đó. Vì có Ca Lạc Chất đang phục vụ cho hắn. Ca Lạc Chất?
thế giới người phàm. Ta vẫn bắt Ni La Phách về đây được. Còn ở nơi đây là đại quốc Akhulalai của ta. Tại sao ta không làm được chứ? Akhulalai, sau khi lễ tế thần của ta, người đưa thư chỉ muốn nhắc đến là người đã lấy sợi dây chuyền bí ẩn lạ lùng đó. Nhưng sau khi lễ tế thần của Kalachak, hắn ta đã có sức mạnh siêu nhiên, thì nhiệm vụ của người đưa thư là sáng chói phá hủy kế hoạch của chúng ta. Cứu bà ơi, phát cô! Cứu bà ơi, phát cô! Cứu bà! Ba! Cứu bà ơi! Ba! Cứu bà! Triphatasun, Triphatasun, mau ra đây đi. Triphatasun, cô có nghe ta nói không? Hay là Triphatasun đã biến mất rồi? Hay là chỉ còn lại ngôi mộ này mà thôi? Đức vua, xin đức vua hãy đợi thêm chút nữa. Ba, ba thấy sao rồi? Ba không sao đâu.